làm sao để da mình căng bóng thì bây giờ là bóng da là một cái gọi là trend, vì nhưng mà thực ra thấy vậy thì nó cũng làm cho da chúng ta khỏe, vì da chúng ta căng bóng thì thể hiện được cái sức khỏe của bề mặt da của chúng ta. Và có nhiều cái phương pháp để da chúng ta căng bóng, ví dụ như là đối với ở nhà thì chúng ta có thể sử dụng những thành sản phẩm có chứa những nồng độ như retinol hay là AHA, BHA, lace acid cũng làm căng sáng, rồi những cái thành phần acid salicylic hoặc là peel da. Còn đối với lại trong cái các thẩm mỹ viện thì họ sẽ sử dụng những công nghệ meso, và họ sẽ đưa những cái dưỡng chất meso, đó là tên gọi của cái phương pháp, chúng ta có thể đưa những cái dưỡng chất có cao cấp nhất, thì đấy là dưỡng chất đến từ Thụy Sĩ, đến từ châu Âu, là cao cấp nhất, rồi sau đó là đến những cái dòng mà đến từ các quốc gia khác, rồi Hàn Quốc, rồi Trung Quốc đó, thì đó là những cái dòng mà giá nó sẽ mềm hơn.